Thế nào biết nói nha anh em nhá, bực mình nó lắm rồi anh em ạ, biết không đó, đành phải giết nó thôi. Ô vẫn chết này, sao lại một pha đạp đấy thì nó lại hơn lính nhá, đi có mạ mày hơn. Được rồi, nó vào luồng này đấy anh em, giết được pha đó là coi như xong game rồi đấy, winner ấy. Winner ấy. Ủa, lại được vàng, đủ vàng để nâng cấp đồ luôn. Người ta chỉ chơi đi cả này farm lính thôi nhỉ, cũng win. Đây lại còn ăn được một mạng nữa thì mày nó lại dễ win vãi lồn luôn. Ô Camille xuống bot vãi lồn, đéo phải rồi, Camille xuống bot rồi anh em ơi, đéo phải lên đây đấy cả lồn. Ô thế này lại win sớm rồi anh em, đi mà thế là bọn này sẽ tắc con mẹ hết thở mấy Singgum luôn anh em. Trời ôi lại còn bị ăn trụ sớm thế này, coi như phiên bản này không búp cho trận đấu này không búp phiên bản cho Camille nha, thua nha. Em đi làm kiếm tiền donate cho anh đây à? Vãi lồn đấy, được em, được em. Có phải bọn mày bị ngu rồi không? Mày biết tao là ai không vậy? Mà đọc lại tên tao đi nhá. Farm gấp đôi lính luôn anh em. Kho mày đọc lại tên tao đi nha. Thằng ghê gớm nhất thầy vò. Click sai không ulti nha các bạn. Bọn này đang bị điên đấy à, bọn này chỉ đập bàn phím đi phải điên hết à. Thôi em mình cũng bị điên về thằng nào ạ. Đi xin à. Các bạn lính siêu cấp ạ. Thì ai làm tức giận vậy? Ai làm bạn lính siêu cấp tức giận vậy? Bạn lính xin à? Làm bạn lính siêu cấp tức điên à, không cho blue. Địt ngoại bạn lính xin nhá. Chơi game mà không cho bạn mid blue. Đi phải đấu chết kìa, vãi lồn, mình và chim kết hợp mà không chết thằng kia, cay thế nhở. Vẫn chưa đủ tiền lên thông đạo anh em ạ, để áp lực lên hoàn. Bực thế nhỉ. Nếu được, đi mẹ support nó lại vào này anh em. Đi mẹ bực thế nhỉ. Khá bực. Không sao anh em. Tại mình đéo đẩy rồi, tại mình đang làm gì á. Tại mình đéo đẩy lan. Bực thế nhỉ. Thế là nó ulti đã ăn lộn này. Địt mẹ mày ăn lồn rồi, đi con mẹ các bạn. Các bạn địt mẹ mày. Thông dạo vẫn cặc à. Cây thế nhở, nhưng mà không cây lắm anh em. Địt con mẹ mày thế này là càng vui. Chẳng qua đi anh em tên mình đi thua lan bot là đéo đẩy được bot, đi các bạn mày đéo đẩy được cái gì, thả bọn AD các kiểu nó di chuyển lang thang cay nhờ đi, mà tại em mình thua nặng quá, thua nặng đường bot đi các bạn, là không đẩy được cái lan bot ngon vãi luôn. Giao ra thì ổn đi lắm. Mình còn giúp bot đẩy bot luôn, đéo hiểu sao là có một người tốt bụng như mình luôn, đánh đi mẹ mình chơi tất cả các làn luôn, cả top, cả mid, cả bot đi mà vãi lồn thật, người chơi nhiều lan nhất vũ trụ con mẹ luôn. Kim lên đết liền. Tại thằng AD ngu vậy, sẽ chết với bạn đấy. Ba hàng kéo lên đây vãi lồn thế. Đấy, chắc chắn bọn này bỏ đường bot. Đường bot sẽ là đường bỏ hoang. Đường bot sẽ là điểm yếu của bọn nó luôn. Anh em tin không? Vì bây giờ tư duy của hai anh bot nó đang muốn đi đường khác và nó đang muốn đi combat các kiểu rồi, chắc chắn đường bot sẽ là của mình. Còn bây giờ lì ở trên đường top là đéo được. Đi co mà 1000 trận đẩy lan để đi cho mẹ mình hiểu được tư duy của đối phương liền. Mình sẽ ở đây. Về bọn nó chỉ chú ý đến mình này, bãi lồn thật ra. Mình có thể đẩy vào mid hoặc đẩy top không, đẩy vào một cái gì đó từ từ đánh với đâu không. Anh em đéo đẩy đết top đâu. Nó hiểu Lee Sin lanh quanh đây là bị lỗ. Lee Sin lanh quanh như thế là lỗ. Lee Sin phải đi cùng đội đi mà. Một mình tôi dụ được mà. Được, Lee Sin dụ được ông đấy được. Lee Sin thắng được ông kia là win mẹ rồi, win kèo đó. Cứ chạy ra ngoài đi, để ép vào bot, ép vào mid là bot luôn. Xin nhá. Ok đi về. Tao cho chúng mày biết thế nào là địt mà mày đập bàn phím luôn. Nếu cuộc đời chúng mày gặp tao mà chưa đập bàn phím bao giờ, hiểu không? Địt con mẹ mày. Chúng mày sẽ được thấy cái tên Singgum, hiểu không? Ác mộng. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu. Xong nha, xin nha. Địt mà đến lúc đánh nhau thì tao lại là một vị thần rồi. Sau cái thời điểm đẩy lẻ các kiểu thì đến lúc đánh nhau thì tao lại địt mà đánh đồ nhiều vãi lồn thì giờ lại khác vãi lồn luôn. Nó khác lắm này. Đây mới chỉ là bắt đầu comeback thôi anh em ạ. Nên là farm vẫn chưa bằng thời gian được. Từ từ đã, luyện tập trở lại đi thôi mà. Vài hôm là vô địch. Tôi không sao được đâu, tự lo chuyện của mình đi, đi mà. Vãi lồn, tôi ghê vãi lồn, làm sao bị sao được không? Hai thằng ở chỗ tôi mẹ rồi thì win mẹ rồi còn đó gì nữa. Hai ở chỗ tôi vẫn còn áp lực cho địt mẹ hai nó được, các ông tin nào? Các ông phải tin chứ. Địt kho mẹ, vì tôi tư duy nó khác biệt vãi lồn này, siêu cấp vãi lồn luôn. Siêu cấp vãi lồn luôn. Thấy không? Ulti vào mặt tao đi. Ơ địt mẹ. Vãi lồn thằng A chót. Siêu cấp không anh em? Địt mẹ vẫn tác dụng phải không? Cái chết. Nhưng mà nó vẫn là một cái gì đó. Lucian lên tiền. Cái chết nhưng linh hồn tao vẫn ở lại, hiểu không? Hư ở quyết vẫn ở lại, vẫn làm việc như bình thường. Cho bọn mày biết thế nào là địt mày đập bàn phím khi gặp Singgum, hiểu không? Thì tuyệt vời thì hay thì like và giúp mình. Xin lỗi tem địch nha.